Nghe thích cây tốt hơn nhá. Nào Bi, không được. Đi quay trong này đi. Bi không đưa được mà. Đâu đây? Hả? Bi đâu? Không nào. Ăn bế lại nào. Ba bế lại nào. Không. Khi nào khỏe là bố. Nghe. Bố Bi, lấy nó ra sửa đấy. Đi. Chào bạn. Chào anh nhé. Dạ đi cây đi. Sửa bây giờ uống được. Dạ này, ăn trái cây là tốt. Trái cây nó mới tốt cho sức khỏe của Bi. Sữa này Bi không uống được. Bi chết không sữa. Nghe thích cây tốt hơn nhá. Nào Bi, không được. Đi quay trong này đi. Bi không uống sữa được mà. Nghe thích cây, ba lấy cái cây nhá. Ba lấy nhá. Đi từ xúc á. Không. Nên thấy cây táo ăn nho tốt hơn. Không sửa vào đau bụng ấy. Thấy chưa? Hả? Thấy chưa? Hiểu chưa? You understand? Không. Nên thấy cây đi.
Đi đâu? À, làm gì đấy? Làm gì đấy? À, biết làm gì đấy? Hả? À, làm gì? À, đi. Làm cái gì đấy? Cái này bà xem nào. Hả? À, làm gì? Lấy sữa. Nào. Không. Sao uống sữa đâu? Khi nào khỏe hẳn thì uống đấy nhá. Thế được uống sữa này nghe chưa? Nghe chưa? Khi nào bị khỏe mới uống, nghe chưa? À, thôi, không uống nào. Ăn bế lại nào. Ba bế lại nào. Không uống. Không uống. Khi nào khỏe lại bố. Nghe. Đó. Nha. Hả? Sao? Nào. Đi nào. Ở đây đi đây, đi đây. Đây. Đi cây gì? Đi cây. Nào. Không, đi. Để bán đi mấy chỗ nữa. Đây, bán lên được cái bia uống này. Uống được rồi nhá. Uống được ven tay cây thôi, nghe chưa? Đã, uống được đi. À, đi vào đây. Đi. Đi. À, đây. Uống nước đi. Nào. Uống nước đi. Uống nước đi. Uống nước đi. Thấy chưa? Thôi ba bọn này ba không sửa nữa, ba uống hết đi. Rồi, hết rồi. Nghe thấy nhá, ba cắt đây. Ba cắt đây. Đi đâu đây? Lại đây đi, lại ngoan. Lại đây đi. Ăn tay cây thôi, thấy chưa? Không được uống sữa đâu. Khi nào bị khỏe hẳn thì mới cho uống sữa. Nhá. Bí mật là kêu uống sữa. Ngồi đây. Ngồi ăn tay cây đi. Để cây ba ngọt đấy, để ăn tay cây đi. Ăn tay cây thì tốt hơn. Thấy chưa? À, uống được cái nào, uống được cái nhá, uống được cái ăn trái cây này. Bây giờ đây ba lên phơi quần áo nhá, ba lên phơi quần áo nhá, nghe chưa? Thảo, ừ, vào đây, vào đi, nghe chưa? Vào đây nha, ba lên phơi quần áo đây, nghe chưa? Trái cây đây này, ăn đi này, nghe chưa? Ba khóa cửa đây này, hả? Thảo, nó sửa nó đây, nghe chưa? Vào đây nha, ba khóa cửa này. Khóa cửa đấy, ngồi đấy, không được lại đến đấy đâu. Vào phơi quần áo nhá.
Này, ai dám đi uống? Hả? Sao? Ai dám đi uống? Đi. Bà đã bảo mấy ông lấy đây mà. Sao? Sao thấy cấy đây không ăn? Đây, nho đây. Nước có gì không uống? Sao không? Sao? Sao? Sao bị đồng sửa? Sao? Khoanh tay lại. Bị khoanh tay lại nào. Ai cho bị lấy sửa uống này? Bị biết đang bị bệnh nên uống sửa này không tốt không? Bị biết đâu? Hả? Sao? Sao? Biết lỗi chưa? Lần cháu có uống được không? Lần cháu không lấy sửa đấy là nghe chưa? Hả? Sao nào? Sao? Sao? Biết lỗi chưa? Lần nào có lấy sửa được không? Sao? Sao? Uống hết cả hộp sữa. Thấy chưa? Cái cây thì không ăn. Sao ăn cái cây đây? Thấy không? Này, cái cây đây không ăn này. Em sửa nên thấy cả. Không? Nên cháu không được lấy sữa thấy chưa? Nhớ.